người. Rất vui gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của kênh Đam Mê Khám Phá nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên đường Nguyễn Trãi mọi người. Ở phía xa xa chính là phố Lồng Đèn á. Ở phía bên tay phải của mình nãy mà Tùng quay á là ngã tư Lương Nhữ Học với lại Nguyễn Trãi á mọi người. Hôm nay thì là ngày cuối tuần á, cho nên người ta đi đến phố Lồng Đèn khá là nhiều luôn nha. Cũng còn khoảng vài ngày nữa đó thì tới Tết Trung Thu rồi đó mọi người. Và đặc biệt là ở đây khá là đông. Khi mà các bạn đi tới phố Lồng Đèn á thì các bạn có thể gửi xe ở phía ngoài đường Nguyễn Trãi nè, cho nó rộng rãi, với lại tí nữa mình đi ra thì mình lấy xe cho nó tiện nha. Ở đây thì cái cổng chào của phố Lồng Đèn á mọi người khá là đẹp ha. Khi mà các bạn tới đây á thì mình thấy, khi mà mình tới đây á thì thấy có khá nhiều bạn đứng ở đây check in nè, chụp hình khá là đẹp luôn á. Giá mà mình gửi xe ở ngoài á mọi người thì là ở đây là 20.000 một chiếc nha, khá là mắc á. Mấy anh chị ở đây mà giữ xe thì qua một đêm khá là ok, hút bạc luôn. Từ ngoài mình đi vào á thì từ chỗ cái cổng mà cổng chào của phố Lồng Đèn á mọi người, mình đi vào á thì chúng ta sẽ thấy phía bên tay phải có treo khá là đèn lồng, khá nhiều đèn lồng đẹp ha. Ở đây thì tập trung rất nhiều bạn đến đây để chụp hình nè. Hình như là ai cũng chụp ở góc này hết mọi người, vì cái góc này khá là đẹp luôn á, nhìn lên hình cực kỳ đẹp luôn, rất là Trung Quốc đó mọi người. Hiện tại thì trong đường đi vào bên trong á thì khá là đông người mọi người. Không biết là mình đang đi chơi ngắm đèn hay là để chen chúc nhau để ngắm đèn luôn á. Ở bên trong phố Lồng Đèn này á thì hai bên đường á người ta bán khá là nhiều lồng đèn, các loại đủ các loại hết, từ ngôi sao nè, mấy cái trái cầu, nói chung là rất là nhiều mọi người. Khi mà các bạn tới đây á thì tha hồ mà lựa chọn nha. Mình có thể tới đây để chiêm ngưỡng các lồng đèn nè, hoặc là mình có thể mua về tặng cho người thân, bạn bè và mấy cháu nhà mình á thì khá là ổn. Ở đây thì người ta bán đồ ăn cũng khá nhiều mọi người, nước uống nữa, đủ các loại hết. Và đặc biệt là ở trong này có một đoàn lô tô nè, có mấy chị ca hát khá là hay luôn á. Với có rất nhiều trò chơi nữa, ném bóng nè, thả banh nè, nói chung là khá là nhiều. Khi mà mình tới đây là có đủ hết, vừa có thể tham quan ngắm lồng đèn nè, vừa có thể chơi trò chơi ăn uống. Nếu như mà bạn nào đang ở gần Sài Gòn thì mình có thể sắp xếp qua đây để chơi một lần nha mọi người. Ở phía trước mình á là người ta treo mấy cái lồng đèn hình con bướm nè. Ở phía bên đây thì có chị bán trà sen Hội An. Ở phía trước thì có để trang trí rất nhiều bông sen luôn á mọi người. Đây, trà sen Hội An. Ở bên đây kế bên thì là có anh nghệ nhân đạt được kỷ lục quốc gia mọi người về làm tò he. Bạn nào mà muốn đi Hội An ở ngoài Đà Nẵng á
Quảng Nam hay gì á. Bạn nào mà muốn đi ra Hội An chơi mình chưa có dịp á thì mình có thể tới đây nè. Ở đây có mấy cái gian hàng của bán cò he với lại nước uống ở ngoài Hội An á, mình có thể thưởng thức đỡ chứ. Đây mọi người, những con cò he khá là đẹp. Này mà mua cho mấy cháu, mấy đứa cháu ở nhà thì nó mê lắm. Ở trên bàn anh có để cái bảng đạt kỷ lục quốc gia mọi người.
cái bao lâu nó mới dùng nó nó dùng cái kia mình cống á đâu mình cứ được